Xin chào các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh nhé. Rồi hôm nay thì vườn của em Nhi lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai giống, mai ghép giống siêu mình lại với lại một vài cây dảo như ý bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Dảo như ý thì vườn của em Nhi không có nhiều đâu cô chú anh chị, là mong cô chú anh chị mình xem được mình ủng hộ ha. Rồi mong cô không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn em Nhi nha. Em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi chào em Nhi nha. Em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay đây kênh em xin đưa cô chú anh chị luôn mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Cho cái clip hôm nay mã số 11H là một cây siêu bông mình loại nha. Cái này ghép được 3-4 bo cô chú anh chị ha. Quỳnh được 15. Cái này có bị bò trĩ đánh cô chú anh chị ha, nhưng mà cao khi mà nó ra đọt là nó sẽ bình thường ha. Nhà vườn xử lý rồi nha cô chú anh chị ha. Cái đọt cái lá nó ra nó bình thường nè. Nè không sao nha. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xong giá 350 nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12H. 12H cây siêu bông mình loại nha. Rồi cái này ghép được 3 bo luôn ha. Rồi. Quỳnh được 13. Rồi. Cao 36. Tới ngang được 61. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá 400.000 nha. Rồi, mình đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 13H. 13H là một cây dảo như ý nha cô chú anh chị. Rồi, một cây dảo như ý ha. Rồi, củ đế có luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh được 15. Ồ, nguyên củ luôn. Cao 40, tới ngang được 53. Rồi. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình giá này là 550 thôi nha cô chú anh chị, 550. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 14H là cây siêu bông mình loại nha. Rồi cây này ghép được 2 bo lớn luôn cô chú anh chị ha. Có tàn luôn, củ đế gốc đầu to luôn cô chú anh Quỳnh chị. Quỳnh 17. Cao 45. Ủa 41, tới ngang được 41. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá là 400.000 thôi nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15H một cây siêu bông mình loại nữa nha. Rồi cây này nguyên cái củ á, mình thấy rõ luôn cô chú anh chị ha. Ghép được 3 bo nha. Quỳnh được 16. Rồi. Cao 33, tới ngang được 39. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 3 cái này để 400.000 nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 16H. 16H cây siêu bông bình loại nữa. Rồi. Cái này ghép được 3 bo ha cô chú anh chị ha. Quỳnh được 13. Cái này cái đế quá gì cả nào luôn ha. Tới ngang được 34. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá là 350.000. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 17H một cây dảo như ý nha. Rồi cây này ghép được 2 bo ha. Dạ. Rồi bo già. Quỳnh được 16. Cao được 38, tới ngang được 53. Cây này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 450.000 thôi nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18H một cây siêu bông bình loại nha. Rồi cây này ghép được 3 bo ha cô chú anh chị ha. Quỳnh 15. Rồi. Cao 24. Tới ngang được 76. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá cái này là 350. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 19H. 19H một cây siêu bông mình lại nữa nha. À, cây đi đọt xung luôn cô chú anh chị ha. Cây mạnh ha. Rồi thông số luôn đi. Giá được 3 bo ha. Quỳnh 15. Rồi. Cao 30. Tới ngang được 27, cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 thôi. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 20H nha cô chú anh chị. 20H cây siêu bông bình lợi luôn. Rồi, cây này có tàn luôn nha. Có được 3 bao, có đế. Quỳnh được 13. Rồi. Cao 40. Tới ngang được 35. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá chỉ 400.000 và cũng là cây của clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, có hai bạc cho cơ chú Duy. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.